Bốn điều ở tuổi xế chiều ai cũng sợ phải đối mặt nhưng không dám nói ra. Quý vị thân mến, cuộc sống này vô thường, ai trong chúng ta cũng phải trải qua những mất mát khác nhau mà chúng ta rất khó để có thể đoán được. Nhỏ thì mất một thỏi son, một cặp kính hoặc mất đi thú cưng. Lớn thì mất người thân, một người bạn hay công việc mơ ước. Buồn bã, khó chịu, thậm chí rơi vào bế tắc là những cảm xúc không thể tránh khỏi. Nhưng đến tuổi xế chiều, người ta mới dần hiểu rằng so với những mất mát trước đó thì những mất mát sau này còn to lớn hơn nhiều. Có bốn điều ở tuổi xế chiều mà bất cứ ai cũng đều sợ phải đối mặt, nhưng ngặt nỗi lại chẳng ai dám nói ra. Vậy đó là bốn điều gì? Quý vị có đoán ra được không ạ? Hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Điều thứ nhất, mất cơ hội thăng tiến trong công việc. Gần đây, một cậu bạn thân hay gọi điện than thở với tôi rằng cậu ấy đang bế tắc trong sự nghiệp. Tôi khuyên cậu đừng nản lòng. Cậu cười khổ rồi nói, ở tuổi 40, đây là cơ hội thăng tiến cuối cùng rồi. Nếu để vụt mất thì chắc là không còn cơ hội nào nữa. Bởi sau này để cạnh tranh được với lớp trẻ là rất khó. Đi lên từ hai bàn tay trắng, cậu ấy đã phải nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay. Ấy vậy mà, khi giấc mơ ngày trẻ chưa thành, đã phải chấp nhận thực tại tàn nhẫn. Dù đau khổ hay thất vọng, cũng khó lòng thay đổi được. Tôi hiểu điều đó, nên cũng chẳng biết an ủi cậu ra sao. Nhà triết học William James từng nói, chúng ta nên chấp nhận những chuyện đã xảy ra. Việc chấp nhận thực tại chính là bước đầu tiên để qua mọi bất hạnh sau này. Học cách chấp nhận những sự thật không thể thay đổi và tự mình tìm ra lối thoát cũng là một kiểu khôn ngoan trong cuộc sống này. Một nhà hiền triết khác cũng từng nói, thay đổi những thứ có thể thay đổi chính là dũng cảm. Chấp nhận những thứ không thể thay đổi được, đó là khoan dung. Chỉ có người khôn ngoan mới có thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai điều đó. Suy cho cùng, sự nghiệp chỉ là một phần của cuộc sống. Dù đi được bao xa, thì mục tiêu chính vẫn là sống một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc hơn. Sau nửa đời người chăm chỉ làm việc, khi đã bước sang độ tuổi trung niên, giờ đây hãy để mọi việc thuận theo dòng chảy tự nhiên, không đòi hỏi, cũng chẳng cưỡng cầu. Hãy tìm cho mình điểm tựa tinh thần đích thực, sống thật tốt ở hiện tại. Chẳng cần ganh đua với ai nữa, chỉ cần tìm cho mình những an yên ở đời, vậy là đủ rồi. Điều thứ hai, nhìn con cái trưởng thành dần rời xa vòng tay mình. Một lần tôi được mời tham gia lễ cưới của con trai người bạn thân nhất. Trong lễ đường, giây phút chú rể nắm chặt tay cô dâu và nói, kể từ nay về sau, anh muốn được cùng em ăn tối, cùng ngắm bình minh, che chở cho em, cùng em đi qua mọi sông tố trong cuộc đời. Bạn tôi đã bật khóc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy bạn tôi khóc sau hơn 20 năm quen biết. Trước đây, cho dù trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, cô bạn của tôi cũng chưa một lần đổ lệ. Cuối cùng, chính khoảnh khắc thiêng liêng này đã khiến người phụ nữ mạnh mẽ ấy trở nên yếu lòng. Sau đám cưới, tôi đùa với cô bạn mình rằng, người ta kết hôn chỉ có mẹ cô dâu mới khóc, nhà cậu có thêm người, tại sao lại phải khóc chứ? Cô ấy nói, tớ vẫn luôn nghĩ rằng thằng bé còn nhỏ, thế mà giờ đây đã khôn lớn thật rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Quả thực, sự trưởng thành của một đứa trẻ dường như rất nhanh. Mới ngày nào còn dắt con đi nhà trẻ, mà giờ đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Nhìn thấy con khôn lớn, người cha người mẹ nào mà chẳng vui mừng, hạnh phúc. Thế nhưng vẫn lẫn chút buồn tủi ở trong lòng. Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói này, duyên phận giữa cha mẹ và con cái là luôn có người đứng ở phía sau
để nhìn một người dần dần rời xa. Cho dù như thế nào, cha mẹ vẫn mãi dõi theo con cái của mình, từ hành trình này đến hành trình khác. Dù đã sẵn sàng hay chưa, thì vẫn thầm cầu nguyện và chúc phúc trong lòng. Loại mất mát này có lẽ là thứ mà chúng ta can tâm tình nguyện nhất trong đời. Ấy vậy mà, có những người mãi không hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ. Cho dù có nhiều năm về sau, họ đã có riêng cho mình những đứa con, thì tình hình vẫn như thế. Khi còn nhỏ, chúng ta là báu vật của cha và mẹ. Khi trưởng thành, chúng ta vẫn mãi chỉ là đứa trẻ trong mắt họ. Nhưng khi cha mẹ già đi một chút, họ lại trở thành gánh nặng của những đứa con. Điều thứ ba, sức khỏe giảm sút. Đời người có được một thân thể khỏe mạnh mới là sự giàu có tuyệt vời nhất, sáng lạn nhất. Thân thể chính là căn cứ địa của cuộc cách mạng. Không có cơ thể bằng xương bằng thịt này thì sự sống ở đâu ra? Vì vậy, mỗi người phải trân trọng cơ thể của chính mình và tránh tổn thương nó. Trân trọng thân thể mình nghĩa là hiếu thảo với cha mẹ. Người xưa nói rằng thân thể là cha mẹ ban cho, lại nói sống yên phận. Là con người sống trên đời có thân thể khỏe mạnh là yếu tố đầu tiên. Khi còn trẻ, chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của cơ thể, bởi vì trưởng thành mạnh khỏe và có sức sống, chúng ta không cảm nhận được gánh nặng của cơ thể. Dù có mệt mỏi, rã rời thì nghỉ ngơi một chút, ngủ một chút đã hồi sức lại rồi. Chỉ khi chúng ta bị ốm mới thực sự cảm nhận được sự tồn tại và khó chịu của cơ thể. Đến tuổi trung niên, chúng ta mới cảm thấy cơ thể không đủ sức, sức khỏe bắt đầu giảm sút. Có người mắc một số bệnh tật, thậm chí là bệnh nan y. Khi đó, chúng ta mới biết rằng có một cơ thể khỏe mạnh là đối với chúng tôi quan trọng đến nhường nào. Khi bước qua tuổi trung niên, nhiều người chợt nhận ra rằng sức khỏe đang có dấu hiệu giảm sút. Trước đây thức cả đêm, sáng sớm vẫn có thể làm việc. Bây giờ đi ngủ muộn một hôm đã thấy không đủ sức làm việc nữa rồi. Trước đây cả năm chẳng cần động đến viên thuốc nào, tôi vẫn hài lòng nghĩ rằng mình còn khỏe. Ăn uống hay sinh hoạt đều không kiêng khem điều gì. Cho đến mùa đông năm ngoái, tôi bị đau ruột thừa và phải nhập viện. Mặc dù ca mổ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hồi phục, nhưng rõ ràng tôi cảm thấy sức khỏe của mình không còn tốt như trước. Không những thế, bây giờ tôi còn phải đề phòng mấy căn bệnh ở tuổi trung niên. Cuối cùng thì cũng đến lúc con người này dần phải đầu hàng với thực tại và bắt đầu đối xử tốt hơn với cách thân xác phàm trần này. Do đó, đừng nghĩ mình còn trẻ mà cho phép bản thân thức khuya. Chỉ cần một vấn đề nhỏ xảy ra cũng sẽ khiến sức khỏe bạn bị ảnh hưởng rất nhiều. Hãy yêu quý và trân trọng thân thể của mình từ bây giờ. Nên ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên, không thức khuya, giữ tâm trạng vui vẻ, đừng cáu kỉnh nữa. Bởi thay vì tranh đấu như ngày trẻ, khi bước đến độ tuổi trung niên, người ta phải mặc cả với cái chết hết lần này đến lần khác. Đừng để đến phút cuối rồi mới hối hận, nhận ra thì đã không kịp nữa rồi. Đời người có một thân thể khỏe mạnh là phước báo lớn nhất của cuộc đời. Đời người có được một thân thể khỏe mạnh mới là sự giàu có tuyệt vời nhất, sáng lạn nhất. Điều thứ tư, nói lời vĩnh biệt với cha mẹ. Vài ngày trước, tôi đi dự đám tang mẹ của một người bạn. Tại đám tang đó, người bạn già đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ, làm tôi cũng không kìm được nước mắt. Khi đến tuổi trung niên, bạn sẽ nhận ra rằng đây có lẽ là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời một con người. Sau 40 tuổi, dường như năm nào tôi cũng dự vài đám tang người thân của bạn bè và đồng nghiệp. Cha mẹ đã già, không còn chịu được sương gió. Một cái lạnh bình thường cũng đủ khiến bố mẹ
không còn yên giấc, thậm chí có thể vĩnh viễn rời xa chúng ta. Nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Đặng Siêu từng khiến nhiều người xúc động với bài đăng gửi người cha đã mất của mình trên Weibo vào ngày của cha. Bố ơi, con vừa thử gọi vào số điện thoại của bố, đầu dây bên kia chẳng có ai nhấc máy. Nhưng con vẫn mong có ai đó trả lời, dù là người lạ, con cũng sẽ lắng nghe bố à. Chúc bố một ngày lễ vui vẻ, con yêu bố. Từ nhỏ, Đặng Siêu với bố vốn không hòa hợp bởi bản tính của anh vốn bướng bỉnh, trong khi bố lại vô cùng nghiêm khắc. Sau này khi lớn lên, cuối cùng anh cũng hiểu được tấm lòng của đấng sinh thành, nên đã nỗ lực để có được thành công như ngày hôm nay. Thế nhưng, khi anh có đủ điều kiện để báo hiếu, thì bố đã đột ngột qua đời. Đây có lẽ là chuyện nuối tiếc nhất trên đời. Con cái muốn báo hiếu, nhưng cha mẹ lại không còn nữa. Con người ở tuổi trung niên, dù thành đạt hay bình thường, đều nhìn thấu sinh lão bệnh tử ở đời. Vì vậy chúng ta cần phải trân quý từng giây phút khi cha mẹ còn sống, và cũng phải cố gắng sống thật tốt để cha mẹ yên lòng. Mất mát vốn là một trong những quy luật của cuộc sống. Khi lớn lên, chúng ta cuối cùng phải học cách đối mặt với những điều này. Ở một góc độ nào đó, chính những mất mát đó đã khiến chúng ta thực sự trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống. Vì vậy, cả cuộc đời này, tôi mong bạn hãy trân trọng những gì mình đang có. Đừng sợ mất đi, mà hãy sống thật tốt, đón nhận thế giới một cách ấm áp, rồi thế giới cũng sẽ ấm áp lại với bạn. Quý vị thân mến, hôm trước tôi có đọc được một câu chuyện thế này. Cuối tuần, chị Hạnh đưa con gái đi họp mặt gia đình. Trong bữa ăn, khi một đĩa cá được dọn lên bàn, con gái của chị liền đứng dậy, gấp một miếng ở khúc ngon nhất cho vào bát mình. Chị Hạnh thấy vậy, vội vàng nhắc nhở con. Cũng may người xung quanh đều là họ hàng thân thiết, nên không ai trách mắng gì. Mọi người chỉ vui vẻ hỏi, con không gấp cá cho bố mẹ với à? Trước câu hỏi này, bé gái thờ ơ chẳng đáp lại. Thái độ của con khiến chị Hạnh cảm thấy xấu hổ với mọi người. Chị bắt đầu suy nghĩ, lo lắng, không biết con mình khi lớn lên có biết báo hiếu cha mẹ hay không. Nếu về chủ đề con cái hiếu thảo, nhiều người thường cho rằng phải chờ đến khi trẻ lớn lên mới biết rõ được. Thực tế, bố mẹ có thể biết con mình hiếu thảo hay không từ lúc nhỏ nhờ bốn dấu hiệu mà ngẫm sự đời chia sẻ sau đây. Quý vị hãy quan sát để uốn nắn con ngay bây giờ nhé. Dấu hiệu thứ nhất, có gì ngon cũng nghĩ đến bố mẹ. Ngày nay, điều kiện sống tốt hơn nhiều, nên cha mẹ cũng chăm sóc con cái đầy đủ hơn về mặt vật chất. Trẻ thích ăn gì, bố mẹ sẵn sàng mua thứ đó, dẫu có đắt đỏ. Con cái ngày nay được chiều chuộng, trở thành trung tâm của gia đình và luôn được hưởng những điều tốt nhất. Cũng vì vậy mà đôi khi trẻ không biết chia sẻ cho người khác. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng vậy. Một số đứa trẻ biết chia sẻ cho bạn bè xung quanh những món ngon của mình. Đương nhiên, trẻ có tính cách này thường rất được mọi người yêu quý. Khi có món ngon, trẻ cũng luôn nghĩ đến những người thân yêu của mình và muốn giữ lại cho bố mẹ cùng ăn. Ở độ tuổi thiếu nhi mà đã có được những suy nghĩ như vậy thì chắc chắn sau này trẻ sẽ rất hiếu thảo với cha mẹ. Dấu hiệu thứ ba, biết bênh vực cha mẹ trước người ngoài. Một số người có những trò tiêu khiển khá kỳ cục, đó là vô ý hoặc cố ý nói xấu cha mẹ một đứa trẻ để trêu tức chúng. Hay một số người lại hỏi trẻ những câu như, con thích bố hay mẹ? Con thấy mẹ con có đẹp không? Những câu hỏi này với người lớn nghe thì đơn giản, nhưng với trẻ em lại vô cùng khó khăn. Đối với những người hỏi, họ đơn giản chẳng quan tâm đến câu trả lời, mà chỉ thích thú tận hưởng vẻ mặt khó xử, bực tức của trẻ.
Có không ít đứa trẻ, bất kể người khác hỏi hay nói gì, chúng đều hướng về cha mẹ và bảo vệ cha mẹ hết mực trước những lời chê bai của người ngoài. Không phải bố mẹ cháu không như thế, cháu yêu cả bố và mẹ. Nếu con cư xử như vậy thì bạn là người có phúc, bởi con thực sự rất hiếu thảo. Dấu hiệu thứ tư, chủ động giúp đỡ bố mẹ. Ngày nay, điều kiện sống của trẻ em tương đối sung túc. Không ít gia đình có người giúp việc, bảo mẫu, phụ trách việc chăm sóc trẻ, và trẻ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chơi đồ chơi là được. Khi cha mẹ bận rộn, họ cũng chỉ cần con cái không làm phiền mình. Họ chẳng mong đợi việc con cái giúp đỡ công việc nhà. Nhiều phụ huynh còn không dám cho con làm việc nhà vì lo không an toàn, hỏng hóc đồ đạc. Bên cạnh những đứa trẻ vô tâm, thì có một số trẻ rất để ý khi cha mẹ bận rộn sẽ chủ động giúp đỡ trong khả năng của mình. Dù đôi khi con hơi chậm chạp, không giúp mấy được cho cha mẹ, nhưng với họ, đây là điều hạnh phúc ngọt ngào nhất, vì con biết nghĩ, biết quan tâm đến cha mẹ. Dấu hiệu thứ năm, độc lập và chịu trách nhiệm. Việc trau dồi khả năng tự lập của trẻ ngay từ nhỏ là rất quan trọng. Vì nếu trẻ có khả năng tự chăm sóc bản thân từ nhỏ, thì khi lớn lên, trẻ sống và phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ lại quá che chở, chiều chuộng con cái, ngại để con chịu thiệt thòi. Điều này khiến con trở thành đứa trẻ kém nghị lực, thiếu trách nhiệm với chính mình và với người thân. Trẻ dễ dàng nghĩ bản thân mình không thể lo được, thì làm sao mà lo cho bố mẹ? Bên cạnh đó, do thiếu tính tự lập, quen dựa dẫm bố mẹ, một khi có chuyện không ưng ý, trẻ sẽ oán trách, đổ lỗi cho bố mẹ. Rèn luyện cho con sự độc lập, biết chịu trách nhiệm là một cách gián tiếp dạy cho con lòng biết ơn và sự hiếu thảo. Một đứa con có trách nhiệm sẽ hiếu kính bố mẹ, người đã nuôi dưỡng mình. Muốn nuôi dạy một đứa con hiếu thảo, trước hết bố mẹ phải là người làm gương. Bố mẹ hiếu thảo với ông bà, con cái sẽ nhìn vào và học theo. Ngược lại, bố mẹ đối xử với ông bà không tốt, con sẽ bắt chước thói xấu. Dấu hiệu thứ sáu, kính trọng người lớn tuổi và biết ơn. Kính trọng ông bà, bố mẹ là dấu hiệu của đứa con hiếu thảo. Thời nay, mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con, do đó bố mẹ hết sức cưng chiều trẻ. Nhiều trẻ muốn gì được đó, coi sự hy sinh của bố mẹ là lẽ đương nhiên, không xem bố mẹ ra gì. Những đứa trẻ này lớn lên sẽ rất dễ trở thành người vô ơn, bất hiếu. Một cụ già kể lại chuyện buồn của mình. Bà nuôi đứa con gái duy nhất, nuông chiều hết mức, sau đó là chăm cháu ngoại vì sợ con cực khổ. Nhưng con gái không quan tâm bà nhiều. Có lần cháu ngoại còn bảo, sao bà không về nhà bà đi, ở nhà này hoài vậy. Trẻ con sao biết nói những điều này, chỉ có thể là nghe người lớn nói. Bà nghĩ đến đã thấy chạnh lòng. Muốn con cái hiếu thảo, chính bố mẹ phải là người dạy con về sự hiếu thảo. Chỉ những đứa trẻ biết kính trọng người lớn tuổi, trân trọng công ơn dưỡng dục thì lớn lên mới hiếu hạnh. Vậy thì làm thế nào để nuôi dạy con cái hiếu thảo? Cha mẹ thông minh cần dạy con lòng biết ơn, sự hiếu thảo. Vấn đề này tưởng khó mà lại dễ. Muốn con hiếu thảo thì trước tiên cha mẹ và người xung quanh phải làm gương cho con. Nếu bố mẹ không chăm sóc, thường xuyên cãi lời ông bà, thì con tự khắc học theo tính xấu này. Chỉ khi bố mẹ thật gương mẫu thì con mới học theo được tính tốt. Cha mẹ hãy bắt đầu dạy con từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày như đi thưa, về chào, trước khi ăn phải mời người lớn, luôn giúp đỡ ông bà, cha mẹ những công việc nhà phù hợp với lứa tuổi, cho con biết những khó khăn vất vả mà cha mẹ đã trải qua. Cứ thế theo thời gian, hạt giống hiếu thảo sẽ nảy nở trong tâm hồn con. Con sẽ luôn kính trọng, yêu thương
và tu dưỡng đạo hiếu của mình đối với ông bà, cha mẹ. Bất cứ lúc nào, nếu phát hiện ra con có hành vi không đúng đắn, bố mẹ hãy bình tĩnh chỉ dạy, tránh nạt nộ, quát mắng con. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.